Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. Hôm nay tròn 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuy không tổ chức các lễ hội do dịch bệnh COVID-19, nhưng ở các địa phương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Sẵn sàng tiếp nhận vận chuyển công dân Quảng Bình về từ Đà Nẵng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch của cấp trên trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt cho trên hàng trăm người. Thành lập 5 chỗ kiểm soát và tổ cơ động trên tuyến biên giới, hỗ trợ các đơn vị nước bạn Lào chống dịch. Bên cạnh đó, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. 8 tháng đầu năm, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 diễn biến phức tạp, nên hầu hết các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu và quả cảnh đạt 852 triệu USD, bằng 72% so với cùng kỳ. Các loại thuế hàng hóa qua cửa khẩu đạt 16,55 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ. Hàng hóa qua cửa khẩu đạt 1.530.000 tấn, bằng 85% so với cùng kỳ. Lượt phương tiện và lượt người xuất nhập cảnh đều đạt thấp so với cùng kỳ. Đến nay, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo đã thu hút được 25 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư trên 470 tỷ đồng. Cũng trong 8 tháng đầu năm, công tác quản lý quy hoạch đầu tư hạ tầng, phối hợp quản lý nhà nước và khai thác hạ tầng kỹ thuật trong khu kinh tế đã được chủ trọng thực hiện. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý. Trong trạng thái bình thường mới của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng. Về quy chế phối hợp quản lý nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an và ban quản lý khu kinh tế tiếp tục phát huy thành tích thời gian qua để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu và cả đơn vị dựa trên tình hình thực tế và đặc thù chức năng nhiệm vụ để có phương án bổ sung luồng tuyến trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ điều kiện ở đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đợt này, đảng bộ huyện Quảng Ninh có 99 đảng viên được tặng huy hiệu đảng, trong đó có 2 đồng chí vinh dự được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đảng viên một cách nghiêm túc đúng quy định của điều lệ đảng. Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đã đến dự và trực tiếp trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Dịp này, đảng bộ huyện Minh Hòa có 43 đảng viên cũng đã được nhận huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi đảng nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Đảng bộ huyện cũng đã trao tặng trước thời hạn huy hiệu 55 năm, 65 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, như đã thành thông lệ, đúng vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, có rất nhiều gia đình ở huyện Lệ Thủy làm mâm cơm, thành kính dâng lên Bác Hồ và Bác Giáp. Đây cũng là cách để mỗi một người dân xử lễ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9, gia đình ông Trần Văn Bòn và bà Trương Thị Liễu ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị một mâm cơm hết sức đặc biệt so với ngày thường. Bởi đây là mâm cơm kính dâng lên Bác Hồ và Bác Giáp nhân ngày Tết độc lập của dân tộc. Qua hàng năm đúng dịp lễ mùng 2 tháng 9 thì hòa chung với là đất nước, tỉnh nhà, huyện nhà và xã thì gia đình đó cũng là làm một mâm cơm tưởng nhớ cái công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về sau để con cháu về dự mừng cái độc lập của đất nước.
Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào cõi Vĩnh Hằng, có rất nhiều gia đình ở huyện Lệ Thủy đã lập bàn thờ Bác Hồ và Bác Giáp ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Hàng năm, vào đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả gia đình lại làm mâm cơm và chuẩn bị lễ vật thành kính dâng lên bàn thờ Bác Hồ và Bác Giáp. Trong dịp này thì người dân Lệ Thủy chuẩn bị các cái lễ vật, chuẩn bị mâm cơm để trân trọng dâng lên hương tưởng nhớ đến Bác Hồ, Bác Giáp, thể hiện cái tình cảm thiêng liêng của người dân Lệ Thủy đối với Bác Hồ kính yêu, rồi đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng huyền thoại, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy nói riêng và người con ưu tú của quê hương của mình nói chung. Đây là một cái nét đẹp mà chúng tôi mong muốn người dân Lệ Thủy mãi mãi gìn giữ để mà giáo dục các cái thế hệ về cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ người trồng cây. Làm mâm cơm thành kính dâng lên Bác Hồ và Bác Giáp nhân ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 là việc làm có ý nghĩa thiết thực của người dân huyện Lệ Thủy nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của nhân dân ta. Thể được ý nghĩa cao quý đó, dịp quốc khánh hàng năm, nhiều cơ sở thờ tự thôn giáo và nhiều vùng đồng bào cỏ đào, người dân đã tự nguyện treo cờ tổ quốc, ghi nhận tại thị xã Ba Đồn. Mừng Tết Độc Lập năm nay, gia đình ông Nguyễn Thế An, giáo dân giáo họ Đồng Đưng, chuẩn giáo xứ Thanh Hà ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đã chuẩn bị từ sớm và treo cờ tổ quốc tại vị trí trang trọng trước nhà mình. Không riêng gì đối với gia đình ông An, mà tại địa bàn thôn Minh Tiến, 100% hộ giáo dân đã tự nguyện treo cờ tổ quốc để mừng ngày quốc khánh. Đây là chuẩn bị cho cái ngày lễ lớn, nhất là cái ngày mùng 2 tháng 9 là năm 2020 thì được cái bà con là phấn khởi và ứng phong trào là treo cờ tổ quốc và được sự cấp trên là tạo điều kiện cùng phát cờ về ra để treo dọc đường. Đây là vấn đề là những con người như chúng tôi là phải có trách nhiệm để bảo vệ là cờ cũng như treo cờ để như vậy là ứng phong trào. Nhà nào là cũng treo cái cờ tổ quốc để như vậy là ứng là cái ngày độc lập của là đất nước. Thị xã Ba Đồn là địa phương có nhiều cơ sở tôn giáo, giáo dân sinh sống. Nhân dịp quốc khánh, không chỉ trên các tuyến đường, nhà dân rợp sắc cờ đỏ sao vàng, mà cờ tổ quốc còn tung bay ở cả cơ sở, thờ tự tôn giáo, các hộ gia đình, vùng đồng bào cỏ đào. Các ban ngành đoàn thể địa phương, công an thị xã đã ủng hộ cờ tổ quốc cho các cơ sở thờ tự và các hộ giáo dân để treo thường xuyên. Dù bất cứ là người dân nào sống trên cái đất nước Việt Nam này, mình cũng phải là biết được quê hương đất nước của mình là mình sinh ra từ ở đâu. Do đó muốn nói là để kéo cái lá cờ lên để tượng trưng rằng là bà con giáo dân vẫn sống từ cái lòng dân tộc không bao giờ dù bất kể là bất cứ ai nhưng mà lại xâm phạm đến đất nước mình rồi á thì kể cả bà con giáo dân cũng đứng lên để bảo vệ tổ quốc mình. Đó là trách nhiệm và bổn phận của một người dân. Phải nói rằng là về cái công tác treo cờ tổ quốc của bà con giáo dân ở khu vực ở đấy thì chấp hành rất là tốt, thể hiện được á là cái sống tốt đời đẹp đạo và kính chúa yêu nước, thể hiện là cái người giáo dân sống phú âm trong lòng dân tộc. Cờ tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc và cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Việc treo cờ tổ quốc lan tỏa ở các cơ sở tôn giáo là một minh chứng của tinh thần đoàn kết lương giáo, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Việc treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ lớn sẽ nhân lên lòng yêu nước, tạo sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm. Sẵn sàng tiếp nhận vận chuyển công dân Quảng Bình về từ Đà Nẵng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, mặc dù Quảng Bình chưa ghi nhận số vụ ngộ độc thực phẩm và tử vong do ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Cục Quản lý thị trường, Công an và các địa phương đã phối hợp triển khai thanh tra kiểm tra trên 2.900 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản.
Qua kiểm tra, phát hiện 491 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 16,7%. Phạt tiền 190 cơ sở với số tiền gần 200 triệu đồng. Đối với công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã lấy 1.247 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, trong đó xét nghiệm labo 59 mẫu, test nhanh 1.188 mẫu, kết quả 15 mẫu không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 1,2%. Toàn tỉnh chưa ghi nhận số vụ ngộ độc thực phẩm và tử vong do ngộ độc thực phẩm. Từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó tập trung vào dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Cùng với các xã chưa cán đích nông thôn mới, ba xã của huyện Minh Hóa đăng ký về đích năm 2020 đang dồn sức thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Trước tình hình vừa lao động sản xuất, vừa chống dịch, nhiều phần việc đã được các cơ quan đơn vị thực hiện sáng tạo để về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, ba xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm các xã Trung Hóa, Tân Hóa và Xuân Hóa đã cơ bản đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Hiện nay, các xã đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời lập hồ sơ đề nghị các phòng ban chuyên môn thẩm định. Để huy động sự vào cuộc trong chặng nước rút của năm 2020, Ban chỉ đạo huyện, xã tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện xóa nhà tạm, dột nát, chủ trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Hiện nay, các xã đang tích cực hướng dẫn nhân dân chủ động phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, thành vườn có giá trị kinh tế, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo lợi thế của từng xã, gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm về đích đúng kế hoạch, không để nợ các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Tuyên Hóa, tận dụng nguồn nguyên liệu măng tươi tự nhiên do các hộ đồng bào Mã Liêng vào rừng khai thác, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh thái miền Tây đã hỗ trợ tổ hợp tác lâm nghiệp cộng đồng Mã Liêng, xã Lâm Hòa thu mua, chế biến thành sản phẩm măng khô chất lượng, bước đầu xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Tổ hợp tác được Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển hỗ trợ và tập huấn vận hành hệ thống nhà sấy chạy bằng điện và năng lượng mặt trời với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng. Hiện nay, 1 kg măng tươi được tổ hợp tác thu mua từ 8 đến 10 nghìn đồng, với giá bán trên thị trường hiện nay từ 300 đến 350 nghìn đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, tổ hợp tác thu về lợi nhuận từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Hiện nay, sản phẩm măng sấy khô được Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh thái miền Tây có trụ sở tại thị trấn Đông Lê cam kết bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ xây dựng thương hiệu măng khô Mã Liêng nên đầu ra khá ổn định. Thực hiện thông báo số 313 ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Trong đó tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Các hoạt động dịch vụ như quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, dạy học thêm trong và ngoài nhà trường được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành đơn vị địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19. Chưa tiếp nhận người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các vùng có dịch khác, trừ các trường hợp do tỉnh tổ chức tiếp nhận. Các trường hợp được quy định tại công văn số 1539 ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn các trường hợp được đi qua chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 cụ thể. Các tổ chức doanh nghiệp, công ty làm việc trên địa bàn tỉnh mà có phương án phòng chống dịch và có văn bản đồng ý của Sở Y tế Quảng Bình. Những người từ vùng dịch nhưng chỉ ngang qua Quảng Bình, không nghỉ lại, không dừng chân, lưu trú tại Quảng Bình. Các trường hợp đi vào Quảng Bình để tới cảng hàng không Đồng Hới, bay đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở Huế, Đà Nẵng có giấy ra viện của cơ sở điều trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát phân loại công dân Quảng Bình trở về từ vùng dịch. Các trường hợp nguy cơ cao có đến các địa điểm do Bộ Y tế thông báo phải tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động chuẩn bị các kịch bản phương án ứng phó với bệnh dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp nơi có lượng lao động lớn. Trường hợp xuất hiện bệnh, các quy trình phòng chống dịch phải được kích hoạt ngay, quyết định khoanh vùng dập dịch nhanh, không để lây lan rộng trong cộng đồng. Mặt khác, có phương án duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và cả đơn vị địa phương liên kết tăng cường quản lý xuất nhập cảnh tại cả cửa khẩu, kiểm tra đường mòn biên giới, tiếp tục tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu Ca Rong, chưa cấp thị thực và chưa cho người nước ngoài nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Cha Lo, không cấp phép cho thuyền viên nước ngoài đi bờ tại cảng La và cảng Danh, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng, điều tra khởi tố theo đúng pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, cả cá nhân tổ chức đường dây, các cơ sở lưu trú, đưa người hoặc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai công việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, đảm bảo yêu cầu chống dịch. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly tập trung. Chi phí khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo khoản 2 điều 48 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện triển khai vệ sinh trường lớp để khai giảng năm học mới. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có phương án tổ chức khai giảng và tiến hành năm học mới linh hoạt phù hợp với điều kiện từng địa bàn, bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác thông tin, truyền thông tin phải hiệu quả, đúng mức để người dân luôn phòng bệnh nhưng không hoang mang. Chú trọng thông tin về kiến thức cơ bản phòng dịch, phát hiện dịch, khoanh vùng dịch, tiếp tục khuyến cáo việc cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy quét nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Các hình thức thông tin phải phong phú đa dạng như phát thanh truyền hình, mạng xã hội, loa phường, loa tay ở những vùng xa. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cơ quan thành viên tăng cường vận động nhân dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực. Đồng thời, với việc thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 3 tháng 9, 200 công dân Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng sẽ được trở về Quảng Bình. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp với ngành y tế và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế cho toàn bộ người dân từ Đà Nẵng trở về. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối tháng 8 có 900 công dân Quảng Bình đang tạm trú tại Đà Nẵng có nhu cầu trở về Quảng Bình. Trong đó, thành phố Đồng Hới 152 người, thị xã Ba Đồn 86 người, huyện Lệ Thủy 230 người, Quảng Ninh 97 người, Bố Trạch 129 người, Quảng Trạch 88 người, Tuyên Hòa 93 người, Minh Hòa 21 người và 4 người chưa rõ thông tin địa phương. Trong đợt 1 ngày 3 tháng 9 năm 2020, số lượng công dân trực tiếp nhận vận chuyển về Quảng Bình là 200 người, chủ yếu ưu tiên đối tượng người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các trường hợp đặc biệt khác. Trong đợt này, vì nhu cầu rất là lớn mà điều kiện chúng ta chưa thể đón một lần được, do vậy là trong đợt 1 này đón khoảng 200 người mà ưu tiên là những người già, phụ nữ, trẻ em và những người ốm đau, bệnh tật và hoàn cảnh đặc biệt khác. Đến nay thì rất nhiều người dân rất là phấn khởi khi được trở về quê hương trong khi mùa dịch, và những cái người dân mà chưa về được trong đợt 1 thì chúng tôi cũng động viên là sẽ có các đợt tiếp theo chúng tôi sẽ đón về đúng quy định và đầy đủ. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển công dân, Sở Giao thông Vận tải đã bố trí đủ lực lượng và chất lượng xe ô tô, đảm bảo thực hiện giãn cách trong quá trình vận chuyển và tuân thủ cả quy định trong phòng chống dịch bệnh. Trong đợt đầu này, Sở đã chuẩn bị sẵn sàng 12 phương tiện, đầy đủ số ghế để tiếp nhận 200 công dân trở về theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải đã có kế hoạch hiệp đồng điều động phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô của tỉnh Quảng Bình, điều động các phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
với số lượng là 64 phương tiện để thực hiện cái công tác vận chuyển. Và sở cũng đã quán triệt với các đơn vị vận tải và cán bộ tham gia trong cái công tác tiếp nhận để vận chuyển công dân Quảng Bình từ Đà Nẵng trở về và thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong quá trình tiếp nhận vận chuyển, Sở Y tế Quảng Bình sẽ áp dụng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 100% công dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng trước khi về Quảng Bình đều được Sở Y tế Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời khi về Quảng Bình phải thực hiện cách ly y tế tập trung. Ngành Y tế Quảng Bình đã có liên hệ với Sở Y tế Đà Nẵng trong cái vấn đề phối hợp tại cái điểm tiếp nhận, cụ thể là sẽ khai báo y tế đối với các trường hợp khi về địa phương cũng như làm các xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi tiếp nhận các công nhân của con em mình về địa phương để đảm bảo an toàn. Còn trong quá trình vận chuyển thì chúng tôi cũng đã có liên hệ với Sở Y tế Thừa Thiên Huế cũng như Sở Y tế Quảng Trị để đảm bảo cái vấn đề vận chuyển con em khi về ở Quảng Bình một cách an toàn tuyệt đối. Ngành Y tế đã chỉ đạo trung tâm CDC, trung tâm y tế thành phố Đồng Hới là chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị y tế, rồi là đảm bảo cái nhân lực để đảm bảo trong cái công tác vận chuyển và cũng như tiếp nhận con em ở vào khu cách ly một cách an toàn và đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh được có cái hiệu quả cao nhất. Việc tiếp nhận vận chuyển công dân từ Đà Nẵng về Quảng Bình đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của công dân, thể hiện sự quan tâm kịp thời của tỉnh với người dân, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến mùng 2 ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 57 đến 90%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 57 đến 92%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 9 năm 2020 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 93%.